với bạn Tuyết hiện tại đang ở trong siêu thị và ngày hôm nay tớ với bạn Tuyết sẽ thử thách mua đồ màu hồng và màu xanh dương. Ồ, mua đồ màu xanh dương hả? Ừ. Nếu mà tớ thích mua màu khác có được không? Bạn thích màu nào? Tớ thích màu tím cơ. Màu tím á? Thế được, bây giờ mình sẽ đổi là mua đồ màu hồng và đồ mua đồ màu tím được không? Được, thế tớ sẽ mua màu tím nha các bạn nhé. Vậy tớ sẽ mua màu hồng. Ok, đi luôn. Đi luôn. Màu tím thì có gì? Có kẹo màu tím luôn. Đây, kẹo Dynamite màu tím các bạn ơi. Gói kẹo đầu tiên nha. Để tớ xem là có thạch tím không nhá. Cái này là thạch cầu vồng. Cái này có màu hồng này. Hả? Đấy. Màu hồng á, nhưng mà tớ lấy màu tím cơ mà. Thì tớ lấy màu hồng các bạn ơi. Ở đây có màu hồng này. Đâu? Ở đây là khoai môn á. Đúng rồi, khoai môn màu tím nè. Đúng rồi. Nhưng mà đây có mỗi phải màu tím đâu. Màu hồng ở bên này nè các bạn này. Đâu? Nhìn đây này. Wow, đây, kẹo dẻo màu hồng nha. Kẹo Amphelibe màu hồng luôn. Có hai gói nhất tiết nha. Ồ, đây nữa nè, đây nữa nè. Đây nữa. Nhưng mà đây Amphelibe mà, giống nhau mà. Nhưng mà nó hình dạng khác. Thôi bạn lấy, đây. Đừng lấy cái này nữa. Thế nếu mà bạn ấy lấy cái này nữa là bạn ấy được tính 3 sản phẩm đấy. Bạn ấy vừa khao bảo mình ấy xong bây giờ cuối cùng bạn loại của mình luôn á. Thôi bây giờ bạn đi tìm đồ của bạn đi, tớ đi tìm đồ của tớ. Ok. Có ai fan kẹo dẻo không nào? Đây, Haribo, kẹo dẻo nè. Ồ, ở đây có cả gói bé luôn. Các bạn ơi, nhìn này. Kẹo con mắt các bạn ạ. Đây, kẹo con mắt màu tím. Uầy, lần đầu tiên tôi thấy kẹo con mắt này luôn á. Mọi khi tôi chỉ thấy hình tròn tròn thôi đúng không? Mình sẽ thử sang bên kia nhá. Cho vào đây. Wow, ở đây thì có mấy lọ silicon này các bạn ơi. Màu tím nha. Đây, lấy một lọ đi. Lấy một cái này nữa đi. Thêm một cái này nữa đi các bạn, cho được nhiều. Đấy. Wow, các bạn nhìn rõ của tớ này. Đấy, được mấy món này nha. Các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều bim bim mà tớ chỉ nhìn thấy một cái gói màu hồng này thôi. Tớ nghĩ là bim bim sẽ phải nhiều gói màu hồng lắm nhưng mà chỉ tìm thấy một gói này thôi. Nhưng mà bạn Tuyết nhá, tớ thấy bạn Tuyết tìm được rất là nhiều luôn rồi. Màu hồng phải nhiều hơn màu tím chứ nhở. Giờ tớ sẽ đi tìm tiếp. Wow, mít sấy màu tím các bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều gói màu tím luôn này các bạn này. Wow, cả bên dưới luôn. Đây là toàn là hoa quả sấy thôi các bạn ạ. Đây, nhưng mà giống nhau nên là mình chỉ lấy một gói thôi. Bởi vì có những sản phẩm khác màu tím rất là nhiều mà. Wow, các bạn ơi, ở đây nhiều đồ màu hồng quá nhìn này. Hello Kitty màu hồng. Ở đây thì là không biết là công chúa hay gì, mình không biết tên nhân vật này. Ở đây đây, một hình Hello Kitty khác cho các bạn, mẫu khác nhau nha. Đây nè, dưới này, trứng màu hồng này. Đây nữa. Ý, cũng Hello Kitty này các bạn ơi. Trứng này nữa này. Đồ màu hồng đây nhiều quá, còn không nhở? Xem nào. Đây, Hubba Hubba. Màu hồng. Bên này nữa này, kẹo mặt cười màu hồng. Đó, bạn Tuyết à? Có tìm kiếm một tớ màu tím không? Đây, tím đây. Cái này màu hồng mà các bạn ạ. Đây, một tớ màu tím bên này. Đây, cú được đây, ở chỗ này á mà mình thấy toàn đồ màu hồng thế này. Bạn dịch ra. Hay, tớ ở đây chưa mà. Tớ thấy rồi, kẹo nổ màu tím. Here we go. Tớ đưa một gói kẹo nổ màu tím nè. Tớ thêm được quả trứng màu hồng nữa này các bạn ơi. Về bạn tiết ra ăn thôi, đừng mỗi một gói thôi. Giờ tớ sẽ đi tìm ở chỗ khác các bạn nhỉ, đầy chỗ mở mà. Tớ sẽ đi tìm, có mỗi mình bạn đi tìm chắc. Tớ đang lạc vào thế giới bánh các bạn ơi. Wow, một gói bánh màu tím này các bạn nè. Lên bên trên xem nhá. Ồ, chỗ này thì không có màu tím. Đây rồi. Bánh màu tím. Tím lị luôn. Tên tên. Đó, các bạn nhìn thấy rồi. Ố, cái này luôn nè. Hai hộp luôn. Đó. Bên dưới này cũng có này các bạn ơi. Đây, màu tím. Ôi, nhìn giỏ của tớ này. Mới đi có một tí thôi mà đã gần đầy rồi các bạn ạ. Xem còn nữa không nhé. Các bạn ơi, ở đây nhiều kẹo lắm. Các bạn nhìn này. Kẹo que, kẹo tăm que màu hồng nhá. Ở phía... Đây, trên này giống các bạn ơi, phía trên này giống hệt cái vừa nãy mình lấy á. Nó giống gói này mà. Đây. Kẹo gấu màu hồng nữa này các bạn ơi. Ở đây thêm được hai món nữa, không biết còn cái nào nữa không nhỉ, để tớ xem nào. Cái này màu vàng. Cái này màu vàng đẹp quá, còn kẹo con ong này đẹp quá à. Hết rồi, mình sẽ gian sang gian khác các bạn ạ. Bạn Tuyết
đóng hết ở đây. Đã nhiều đồ vậy rồi á. Tè, sao bạn được ít thế? Các bạn ơi, nhìn giỏi của tớ nè. Tại vì tớ chỉ chọn cái đồ nào mà có màu hồng nguyên thôi. Thế á, thế thì bây giờ đây mời bạn Hà xem. Đó, à, đây màu tím á, mà. Toàn là màu tím đi. Ôi, thì tớ đi mua đồ màu tím mà, đúng không các bạn? Ê. Bây giờ á, mà tớ lấy hết chỗ này á, con mà đầy mấy cái xe luôn. Các bạn ơi, bạn ấy mua màu tím nhưng mà mình đã nhìn thấy màu hồng ở đây nha. Thế bạn có lấy cái bát này không nhà? Bạn đâu có nuôi thú cưng đâu. Mình ở đây ngắm cùng thôi. Ở đây tớ cũng ngắm thôi, tại vì nhà tớ không nuôi thú cưng nên là tớ sẽ không lấy cái túi này các bạn nha. À kia là cái gì ta? Ờ à, cái này hình như là hương để ở trong phòng cho thơm á các bạn. Đây, cái này là màu tím lịm luôn nha. Nhưng mà tớ cũng không lấy đâu, tại vì hôm nay tớ sẽ chỉ lấy bánh kẹo này và nước uống thôi. Các bạn ơi, màu hồng nữa này, nhìn này, gói kẹo này màu hồng đáng yêu này. Ô, tớ xem. Cái gì không phải của bạn đâu. Ê, tớ cũng có đấy, đây này. Này, nhưng mà các bạn ơi, ở đây là một nửa màu hồng, một nửa màu tím. Thế bạn lấy gói này, tớ lấy gói này. Đúng được. Trông nha. Bây giờ đi theo khu này với tớ nhá, khu này nhiều lắm các bạn, nhìn này. Cho tớ. Đây. Giờ mình là người tốt, mình lấy đồ giúp tiếp rồi. Thế tớ ở đây này. Không phải hộ bạn Hà đâu. Không, đây nè. Đây nha. Tiếp tục nè. Ơ mà đây các bạn ơi, đây là tím hay hồng nhỉ các bạn nhỉ? Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ tự dưng tớ đi theo bạn Hà sao tớ phải đẩy xe cho bạn ấy chứ. Đang nghe bạn là người đẩy xe giúp tớ luôn này. Ui, cái này là bánh mochi này, nhìn ngon chưa các bạn ơi. Nhưng mà cái này là tính là màu tím đúng không? Ừ, cái này là màu tím mà, đây tím lịm đây còn gì nữa. Tím với hồng nó gần giống nhau á. Này thôi bạn đẩy xe của bạn đi, tớ không đẩy hộ bạn đâu. Đây, bạn nhờ mà, đây là xe của bạn mà. Đây, tới đây. Đây. Tiếp này, kẹo của tớ này. À đây, có cái quả Việt Quất màu tím này. Nhưng mà kẹo màu hồng của tớ. Nhưng mà ở bên trong các bạn ơi, các bạn nhìn này. Bên trong là viên kẹo màu tím mà. Ờ, thế thì tớ lấy một gói, bạn lấy một gói đi là công bằng nhất. Ok, tớ sẽ lấy một gói nhé. À, xem nào. Đây, tớ đây nữa nè. Ừ. Đây nữa nè. Có một chút tím thôi, còn đâu là hồng của tớ các bạn ơi. Cái này giống như kiểu là bẻ sắc của vòng ấy các bạn ạ. Đây này. Kẹo này á, kẹo này bên trong. Đúng rồi, bên trong. Nó giống kiểu mochi á. Đây, cái này mới là màu tím của tớ các bạn ơi. Tên tên. Thế đây màu hồng của tớ này các bạn ơi. Ê, có một cái bút chì. Kẹo bút chì sô-cô-la màu tím. Thế thì cái hộp này màu hồng này các bạn ơi. Mình phải lấy cả cái hộp chứ, nếu mà bên trong, nếu mà chỉ lấy đồ bên trong nó có màu tím đâu, màu hồng đâu. Than, à trời ơi. Đây. Cái gì thế đấy? Tên. Cái kẹo nhỏ á. Cái này hình như là kẹo dẻo các bạn ạ. Giống như kiểu làm cái viên gì ta. À, quả nho ở trong này. Đấy. Thế thì đây, của tớ nè, màu hồng nha các bạn. Đây. À, mua cái này là được tặng hộp màu xanh. Mua cái hộp bánh này sẽ được tặng màu sáp này các bạn ơi. Wow, tớ nhìn thấy các bạn ơi. Bên này. À, ê, này. Màu hồng. Và đây là màu tím của tớ. Hồng với tím giống nhau nha các bạn. Ê, lấy một cái thôi nhá. Không bạn tiếp đây, bạn tiếp đây. Hả? Về cả cái này nữa này. Cái này màu hồng này. Nhưng cái này cũng có màu tím ở đây nè. Thôi cái này để lại đi, cái này là bảy sắc của vòng rồi các bạn nhỉ. Here we go. Kẹo C màu tím này các bạn ơi, đẹp quá. Ô, Hà ơi, có lấy màu hồng dâu tây không? Có, tớ lấy màu hồng luôn. Tớ lấy cả được hai hộp màu hồng này nữa rồi này. Mình đã lấy bánh kẹo màu tím rồi, bây giờ sẽ là nước nha. Tớ nhìn thấy rồi. Đây, một chai nước Fanta rất là to, có màu tím nè. Ui, nhìn xe của tớ các bạn ơi, sắp không để được rồi. Wow, nước Mirinda màu tím nè. Để lấy mấy chai rồi cho bạn Hà luôn. Ố, cái này nè, nước tăng lực cũng màu tím các bạn ạ. Đây, ở đây thì có rất là nhiều màu. Ừ, bạn Hà không đi gian này nhở, mà tớ chưa nhìn thấy chai nước nào màu hồng các bạn ạ. Wow, đây rồi, Fanta màu tím. Tèn tèn, nước Fanta màu tím. Đây, lấy một lon nha. Đầy xe quá các bạn ơi. Có cả nước, cả bánh, cả kẹo rồi. Bây giờ thử đi vòng vòng xem còn có sản phẩm nào mà tím nữa không nhá. Các bạn ơi, đây là khu nước ngọt với cả sữa. Ở nước ngọt với sữa này thì tớ thấy này. Một hồng này. Tiếp tục ở đây nữa này. Đây là nước chanh leo nha các bạn. Hai cái nha. Tiếp vẫn còn đây này. Đây hồng nữa nha các bạn. Đây là sữa. Cái đây là gì mà collagen, đây là vitamin C. Cái kiểu nước vitamin C á. Bên này, màu tím của bạn Tiếp này. Đây này, cái này màu tím rõ ràng luôn này. Nhưng chắc là bạn ấy không lấy rồi. Bạn chắc đầy giỏ quá hay sao á. Sẽ sang, đây các bạn ơi. Đây. Cái nước dừa coco này màu hồng này. Nhưng mà nó vẫn còn màu trắng rất là nhiều. Thế nên tớ sẽ không lấy. Đây, cái này thì cũng
màu trắng nhiều lắm, tớ không lấy. Đây tớ lấy cái nào mà màu hồng nguyên rồi. Đây, hồng này là hồng hơi nhạt một chút các bạn ạ. Bây giờ đi lên phía trên kia nữa. Đây, à đây 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 đây. Cái lon này này, ui cái lon này star, cái ngôi sao các bạn ơi. Uống chắc là ngon lắm, cái này lần đầu tiên tớ nhìn thấy á, chắc là nó mới vào ấy. Các bạn nhìn giỏ của tớ này, nhiều chưa? Bạn Tuyết có nhiều như này không? Các bạn nhìn thấy bạn Tuyết nhiều này không? Bây giờ tớ sẽ ra xếp bạn Tuyết nhá. Các bạn ơi, bọn tớ đã tập kết tại đây rồi và bây giờ cùng kiểm tra xem ai được nhiều hơn nhá. Đây là của tớ này, màu tím các bạn ơi. Tớ mua được rất là nhiều nước rồi là bánh này. Đây, wow nhiều lắm nhưng mà ở phía bên dưới này này. Đó. Sao mà nhiều đồ vậy? Màu tím rất là nhiều mà. Các bạn nhìn lọ C này xem có đẹp không? Ấy, cũng bình thường. Tớ cũng có lọ C màu hồng các bạn ơi, đâu phải mỗi bạn thích có đâu. Các bạn ơi nhìn này. Nhưng mà lọ C của tớ nó chui ở mãi đâu rồi này. Wow, nước này nhìn ngon nghe. Tớ lấy được rất là nhiều đồ nhá, không kém của bạn Tuyết đâu. Wow. Đâu nhỉ? C tớ đâu nhỉ? Đây. Đây, tên tên. Này các bạn ơi, giống nhau không? Giống nhau mà. Cùng một thương hiệu nhưng mà là vị khác nhau nên màu nó khác nhau. Mà các bạn biết không, tớ nhận ra một điều đó là màu tím thường sẽ là vị Việt quất hoặc là nho. Màu hồng thì sẽ là vị dâu với cả vị đào. Ờ đúng rồi. Các bạn nhìn xem hai giỏ của chúng mình có bằng nhau hay không? Các bạn nghĩ là của giỏ của ai thì số lượng nó sẽ nhiều hơn? À các bạn ơi, thế các bạn thích màu tím hay là màu hồng nào? Nhớ mà thích màu hồng đúng tớ nhá. Con gái chắc chắn sẽ thích màu hồng đúng không? Mà con trai thì có thể hồng hoặc tím đúng không? Nếu mà bạn nào mà thích màu tím nha thì cho chị 10 điểm. Còn nếu mà bạn nào không thích màu hồng á thì cho chị Hà 1 điểm thôi. Thế thì bạn nào mà không thích màu tím cho bạn nào cho chị Tuyết 1 điểm luôn nhá các bạn nhá. Bây giờ thì phải đợi xem là các bạn bình luận thích màu tím hay là màu hồng thì chúng ta mới biết được. Hôm nay thử thách của mình với cả bạn Tuyết thì cũng dừng lại tại đây, đã mua rất là nhiều đồ màu hồng màu tím rồi. Video thì cũng xin khép lại tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye. Bye bye.